On Mars, On Ways, Beautiful. Những âm mình mới nói xài bét để mình giúp các bạn mấy cái âm đó. Ok, trong cái kinh nghiệm mình giúp các bạn tiếng Anh, nhiều bạn phát âm những cái âm mà mình mới nói các bạn sai, cho nên mình muốn bỏ thời gian một chút để giúp các bạn những cái âm đó. Chữ đầu là chữ almost. Almost, cái này đa số các bạn hay nói là almost, làm như có chữ N trong đó. Cái chữ A, L, nó không có phát âm chữ N, on, nó là O. Okay, so O, almost. Okay, nhớ S phía sau nó, almost. Okay, so ST là st. Mà khi mình nói nhanh là almost. Okay. Chữ kế phát âm cũng gần giống như vậy. Chữ also. So làm ơn đừng có phát âm là also nha. Không phải là also, nó là also. So nếu các bạn muốn cho nó đơn giản thì coi nó là cái chữ AL, nó là chữ O của tiếng Việt mình. O. Also. Almost. Chữ cuối là always. Always. Okay. Now nó không phải là always. Không phải là on way, nó là always. So again, lần nữa, on là không phải, nó là always. Okay, so tóm lại, almost, also, always. Okay, so câu ví dụ đầu tiên, I'm almost finished. I always eat lunch at noon. He also likes to read. Okay, so cẩn thận nha, đừng có on. Cái âm này, mấy cái chữ này không có cái N trong đó, cho nên các bạn đừng có như vậy, phải xin cái lưỡi là chữ O. Okay, O, như vậy đó. Always, almost, also. Hai chữ nữa phát âm cũng tựa ba cái chữ trước hồi nãy mình cho các bạn. Cái chữ call với cái chữ for. Please, đừng có bao giờ mà phát âm chữ con đó nha. Con, đừng có con. Nó là call. Còn chữ kia là for. Okay, so call and for. Ví dụ, I will call you tomorrow. Chứ không phải là I will call you tomorrow. Không phải, never. Call. Alright, so một âm nữa mình thấy các bạn phát âm hay bị sai là cái âm for. Cái âm for này không có chữ N, cho nên đừng có phát âm là for. Ba chữ thường khi mình nghe thông dụng nhiều, có âm for phía sau là careful, beautiful, với helpful. Okay, careful chứ không phải là careful, beautiful chứ không phải là beautiful, helpful chứ không phải là helpful. Okay, thêm cái nữa, cái âm helpful, cái chữ helpful, cái âm help mình thường khi nghe các bạn phát âm sai, đừng nói là help, không phải là helpful. Nó không phải là helpful. Cái dễ nhất mình có thể giúp các bạn phát âm cái chữ đó là tưởng tượng cái chữ con heo. Lấy chữ heo ra, chữ của con heo. Rồi mình cộng cái âm p phía sau nữa là help. Okay. So tương tự con heo. Xong rồi mình cộng thêm cái p phở nữa vô. Right. So help. Okay. So help. Okay. So ví dụ trong mấy cái từ đó. Be careful when you drive. Be careful when you drive. Không phải là be careful nha. She is beautiful. She is beautiful. Thank you for helping me. Helping me. Còn heo. Helping me. Câu cuối. May I help you? Đừng có may I help you. Right? Không phải. May I help you? Hôm nay mình giúp cho các bạn những cái âm thường khi dùng trong đàm thoại mỗi ngày. Các bạn nhớ bỏ thời gian, bỏ sức ra tí xíu để sửa chỉnh âm đó cho nó đúng. Tại vì các bạn sẽ gặp mấy cái âm đó, gặp đi đọc, gặp lại. Cho nên mình cũng nên đáng sửa những cái âm như vậy. Okay, so I'll see you next time. Bye.